mà cũng bọc cũng bọc thải hết xăng đi cho xăng mới vào thôi. Cao bao nhiêu? Cả pallet nhỉ? 90. 90. 90 thôi. Thời gian này cũng tính như cao rồi. Cao này á? Hôm qua Quỳnh đo rồi. Lại mét mốt. Em xin đi nhau. Và bênh này vừa thấy bập bênh và bênh này kinh ba lê này khỏe lắm đau quá lắm. Đấy, nó cứ bập bà mình nó có một thanh ở giữa ấy thế nó chạm vào đấy nó hơi lầy. Lên một tí đi, lên một tí đi ha. Đừng không khéo đẩy vô. Ôi ok, đẹp. Ôi. Hạ khả năng rút. Hạ đấy rồi, đẩy đẩy. Đẩy tay thôi. Không đẩy này được mà. Đẩy thêm một rút càng ra đi xong đẩy dần vào. Vào tí nữa đi. Ôi, kịch thôi. Rồi. Kịch dàn ở dưới này. Xuống đây. Rồi, rút ra. Xuống đây, ra đây. Xuống rút ra xong cắm vào ballet mà đẩy vào. Rồi, nhạ xuống. Hạ xuống đi. Thôi, từ từ. Đừng, rút. Hạ xuống nữa đi, đừng rút. Ông đẩy. Hạ xuống đi. Đấy, rồi, xuống ra. Rồi, ok. Đúng rồi. Đây, Quỳnh. Rồi, đẩy vào. Từ từ đã. Mấy cái kim cô đẩy vào được. Rồi, nhấc lên tí, đẩy ngửa lên. Ngửa này lên. Ướt này. Rồi, nhấc lên. Rồi, đưa đi, đẩy lên tí nữa được rồi, đẩy vào đi. Không được rồi. Đẩy đi. Không được, không được. Trơn á.
đấy 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 không không quay lại đấy đúng rồi chúng mình khác nhở một phút là được rồi không cần phải nhiều đẩy vuông vuông một tí rồi hạ xuống đây chạm dưới này chạm rồi đi rồi ha ha cũng cần một tí rồi rồi vào đây kịch cái này rồi đẩy ra từ từ thôi từ từ thôi hết hết rồi không không chạm nữa hạ xuống đây đẩy ra gỗ một khẩu nữa nào ra nữa đi rút ra rút ra nữa nữa sợ nó bị bật lên rồi ra đây ơi không hiểu ý à rút ra cắm vào đây được rồi đẩy đi rồi đẩy đi đấy để này thầm này được rồi bỏ này đi này rung 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 vả phát gây gãy vỡ mẹ cái luôn thì lấy cái tấm bìa anh ấy lấy tấm bìa lót ở đấy cho nó êm đi rồi gì phải buộc chứ xô á xô thì xô làm sao được ta tạ chứ phải ba tạ chứ phải 30 cân đâu mà không được lấy cái bìa lấy cái bìa lấy cái bìa sẽ nó khỏi vỡ cái kính vàng này mà nó dập một phát là đi luôn lấy cái bìa lấy cái bìa đúng rồi lấy tấm lấy cái ấy được rẻ đấy gấp dày rồi nó bập bênh thoải mái nó không sợ vỡ quả áo buộc vào đấy yên tâm buộc vào nó chơi dây dìm thẳng luôn không lấy dây buộc vào đừng buộc căng quá nha căng này xô này ăn đòn băng dính ăn đòn này sếp này ngồi khóc thằng lái nhấn nút subscribe hoặc đăng ký để theo dõi kênh. Nhấn chuông để nhận thông báo khi có video mới.